Đang hãm nước làm bông mà mưa quá trời mưa, đến lúc nó lú ra cái là trời mong nó 4 5 ngày nữa nắng à, đang đang lú bông rồi này đó. Vậy mà mưa 3 ngày liên tiếp. Là lú đều 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 hết đó. Đây, bông rồi này. Đây này, nồi 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 ra hết rồi. Ôi, ơi, mưa. Năm nay thật sự là khó khăn. Giờ chặn cũng dở, không chặn thì cũng dở. Đấy. Hiếu đi đâu rồi chú? À. Nó lũ hết rồi. Cái này chỉ mong nó nắng 5 ngày nữa. Đây lú sáng ra luôn. Bởi vì mưa xuống này nó rất là khó khăn. Bởi vì sao? Bởi vì mình đang giai đoạn mình chết nước. Và nó cứ mưa. Ôi trời đất ơi. Ra thì nếu mà mưa này thì khi nó lú ra thì nó có khả năng nó ra bông lá nhiều. Rồi, cây này nó cũng đây. Đây, kia thành bông luôn này. Số cành nó ra bông sớm rồi. Đây. Đấy, bông lên này. Cành nào cũng lú hết rồi. Là có khả năng là sẽ rồi, đây này. Thấy không? Giờ sẽ phải vừa mong cho trời nó không có mưa nữa để làm sao mà vừa vừa rước đọt mà vừa kéo bông lợi cái đuôi đường. Còn nếu là mưa nữa thì mình sẽ tính tiếp lại. Cây nào nó cũng lú hết rồi, trong cái giai đoạn nó rất là tế nhị. Giờ nó mưa 3 ngày liên tục rồi. Nên là cô bác anh chị ai có ý kiến thì hay góp ý với em với. À, đây là mắt cua nó lú hết rồi này ạ. Mới xịt nước được có 5 ngày thì bắt đầu là nó mưa. Hôm kia phun phân hóa lần 2 thì lại gặp mưa. Đây, đất đang ẩm nhét này. À có cái này rất là hay này. Đó là hai cây mà trồng một một gốc. À, thấy một số ở trên đấy có hai cây trồng một gốc này. Một số cái trang hội sầu riêng thấy có mấy bạn Thái Lan thứ ấy. Bây giờ bên Thái Lan nó trồng hai cây một một gốc. Một cỗ này sẽ cây cái cây trên một cái mô đó sẽ trồng 2 đến 3 cây
số là cây cái cây khoảng mét hơn mét gì đó à, chăm sóc. Còn đây là trường hợp đây là trước mấy cây 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 trồng trước, sau đó là có dấu hiệu là yếu, bắt đầu là mới đào hố bên cạnh để trồng rồi bỏ cây kia, nhưng cuối cùng khi mà đào trồng xong thì cả hai cây đều phát triển, nên để cả hai thì mình thấy nó phát triển lên đều đều với nhau này, mặc dù một cây trước cây sau nhưng mà nó vẫn phát triển đều mà tán nhé, cũng cũng được chung này, nó phân tán. Thật sự mình cũng không đủ khả năng để đánh giá nó là tốt hay không, nhưng mà nhìn như thế này thì chắc cái gì nó có cái tốt cái xấu. Này bông lú này à, cành bông này. Đấy, nuôi nuôi hết à. Đấy, đây này, cái gì nó có cái tốt cái xấu à, cây này thì cái cành bên này thì nó lại phân tán sang sang bên à, cành bên đây phát tán sang một bên. Nếu mình trồng khoảng cách mà 9 10 10, một gốc hai cây này mình thấy nó cũng cũng hay đấy. Đây là cái vườn mà trước mình cũng cập nhật một lần về việc trồng sâu này. Mọi người thấy không? Đây. Đó. Cái hố nó thấp ở dưới tới 50 phân cơ. Nhưng mà điều may mắn là năm nay mưa rất là lớn, mưa nhiều. Mà vẫn giữ được cái vườn này. Cả mùa mưa run luôn đấy. Giờ mình mà trồng sầu riêng thì mình cũng trồng thử hai cây một gốc như nào. Lỡ sau này có cái chuyện gì mà một cây nó chết thì vẫn còn cây. Nhưng mà chi phí ban đầu thì sẽ là gấp đôi, bởi vì là sẽ tăng thêm một cây giống nữa. Trời ơi, chết nước làm bông mà. Cái lá không có một cái biểu hiện gì. Mất nước hay là khô hạn thì hết, cứ ẩm nhét thế này. Năm nay là năm thu năm thứ hai, năm ngoái là thu bói.